New Zealand chi hơn 7 tỷ đồng chỉ để khiến một con chồn đăng xuất và lý do đằng sau khiến tất cả bất ngờ. Có thể bạn chưa biết, tại New Zealand tồn tại một nơi hẻo lánh chỉ dành để bảo tồn các động vật quý hiếm còn sót lại trên trái đất, bao gồm loài vẹt không biết bay duy nhất trên thế giới và một số loài thằn lằn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đó chính là hòn đảo có tên Chanqui. Đảo Chanqui là một vùng đất gồ ghề xanh tươi rộng 5,2 km thuộc vùng Fiordland, là nơi sinh sống của thằn lằn bóng, chim kiwi và vẹt kakapo, chỉ còn chưa đến 250 cá thể trong tự nhiên. Ở nơi đây, không cho phép sự tồn tại của bất kỳ loại động vật săn mồi nào. Chính vì vậy, vào tháng 8 năm 2022, khi nhân viên bảo tồn trên đảo phát hiện một con chồn emin đực, loài động vật chuyên săn chim chóc và nhiều con mồi khác, họ buộc phải hành động để cứu hệ sinh thái mong manh trên đảo. Chồn emin là loài thú ăn thịt nhỏ, nó được xem là cỗ máy hủy diệt chim và thằn lằn bản xứ, bởi chúng đủ nhỏ để luồn lách vào hang thỏ và chuột, thậm chí cả tổ của nhiều loài chim. Ngoài ra, chúng cũng bơi lội rất giỏi, có thể bơi liên tục hơn 1 giờ. Vì vậy nên mới có khả năng xâm nhập những hòn đảo cách đất liền từ 3 đến 5 km. Mỗi ngày qua đi, sự tồn tại của chồn emin có thể sẽ khiến thêm một loài tuyệt chủng, nên Bộ Bảo tồn New Zealand đã phát động một chiến dịch lớn với sự tham gia của những chuyên gia đặc bẫy, chó nghiệp vụ, camera bẫy ảnh, trực thăng và tàu thuyền để tiêu diệt con chồn kia. Cuộc săn lùng diễn ra vô cùng quyết liệt nhưng phải mất đến 8 tháng, con chồn emin mới bị phát hiện và tiêu diệt. Mức chi phí cho nhiệm vụ bắt con chồn emin được công bố lên đến hơn 300.000 USD đã gây rất nhiều tranh cãi. Nhưng nhà chức trách cho rằng khoản tiền đó rất đáng giá. Nếu không hành động, chúng ta sẽ phải trả cái giá lớn hơn với khả năng tàn phá quần thể vẹt kakapo. Chi phí cơ hội nếu không bắt con chồn emin đó sẽ lên tới hàng triệu USD. Trong nỗ lực bảo vệ các động vật quý hiếm, New Zealand đã chi hơn 300 triệu USD từ năm 2016 nhằm theo đuổi mục tiêu trở thành đất nước không có động vật ăn thịt vào năm 2050. Quả đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Bạn nghĩ sao về khoản chi phí khổng lồ chỉ để tiêu diệt một con chồn của New Zealand? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.